vi tuổi Ất Mão năm 2022, nữ mạng 1975 chi tiết, tuổi âm lịch, 48 tuổi, sao, Mộc Đức chiếu mệnh, mạng, Thủy gặp mệnh Kim, tương sinh, Thiên can tuổi, Ất gặp năm nhâm là Bình Hòa. Thông tin gia chủ tuổi Ất Mão 1975 nữ mạng, nữ sinh năm 1975, tuổi Ất Mão hay còn gọi là tuổi con mèo. Ngày sinh từ ngày 11 tháng 2 năm 1975 đến ngày 30 tháng 1 năm 1976. Với thiên can Ất, địa chi Mão, can chi của bản mệnh mang ý nghĩa đắc đạo chi thố tức thọ đắc đạo, ngũ hành, thủy, đại khê thủy, nước khe lớn, tương sinh, kim, tương khắc, thổ, cung mệnh nữ mạng, cung cấn. Tuổi Ất Mão là những người phụ nữ hiền lành, dịu dàng, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Đằng sau vẻ ngoài mềm mỏng ấy lại là một ý chí kiên cường, một bản lĩnh rắn rỏi, giúp họ vượt qua được mọi sóng gió trong cuộc sống. Xem tử vi tuổi Ất Mão năm 2022 tổng quan. Về năm 2022, đây là năm nhâm dần hay còn gọi là năm con hổ. Năm này mang tính chất của hành kim, bạch lạp kim, vàng pha bạc. Để dự đoán vận trình tử vi năm 2022 của nữ Ất Mão sẽ diễn biến theo chiều hướng tốt hay xấu, ta cần phân tích mối quan hệ giữa thiên can, địa chi, ngũ hành của bản mệnh với năm đó. Tổng quan, nữ tuổi Ất Mão có ngũ hành nạp âm là đại khê thủy, gặp hành kim là tương sinh. Thiên can Ất gặp nhâm là Bình Hòa, địa chi Mão gặp tuổi Dần là Bình Hòa. Nhìn chung, năm 2022 của nữ tuổi Ất Mão là một năm ổn định, không có nhiều thay đổi hay biến cố nào lớn xảy đến. Tuy nhiên, quý bạn vẫn không nên chủ quan, lơ là trong công việc mà phải tiếp tục cố gắng, nỗ lực để gặt hái được nhiều thành công. Bên cạnh đó, dưới ảnh hưởng của hạn tam kheo, quý bạn cũng nên quan tâm hơn tới sức khỏe của mình, tránh xảy ra xích mích, ẩu đả với người khác. Luận giải tử vi 2022 tuổi Ất Mão trên các phương diện. 1. Công việc, sự nghiệp. Sự nghiệp của nữ tuổi Ất Mão sẽ phất lên như diều gặp gió trong năm 2022. Bản mệnh là người thông minh, nhạy bén, có thể đưa ra những quyết định sáng suốt nên được cấp trên trọng dụng. Bên cạnh đó, quý bạn còn có cơ hội để tạo dựng các mối quan hệ, được quý nhân dẫn đường chỉ lối, giúp con đường công danh ngày càng sáng lạn. Nếu là người làm ăn kinh doanh thì trong năm sẽ có nhiều dự án mới, được quý nhân phù trợ giúp đỡ, làm việc cũng thuận lợi hơn. Sẽ có lúc gặp khó khăn nhưng chỉ cần kiên trì, nỗ lực thì sẽ nhận về thành quả xứng đáng. 2. Tài chính, nhờ chăm chỉ làm ăn, tài lộc của nữ tuổi Ất Mão khá rủng rỉnh, không lo túng thiếu. Tuy nhiên, quý bạn vẫn nên quản lý tài chính một cách hợp lý, đồng thời nên để dành một khoản tiết kiệm nhỏ để phòng ngừa những sự cố phát sinh sau này. Năm nay những công việc phụ, nghề tay trái lại gặt hái được nhiều thành quả, vì thế bản mệnh lại có thêm một số tài sản tích trữ. 3. Tình duyên, gia đạo, nữ tuổi Ất Mão sẽ được hưởng cuộc sống đầm ấm, yên vui bên gia đình. Vợ chồng xảy ra một số xích mích nhỏ nhưng đây cũng chỉ là gia vị hôn nhân, giúp tình cảm vợ chồng càng thêm gắn bó, mặn nồng. Trong năm này, gia đình cũng sẽ đón nhận nhiều tin vui liên quan đến chuyện hỷ sự hoặc có thêm thành viên mới. 4. Sức khỏe, phương diện sức khỏe trong năm 2022 có phần giảm sút. Khi đi ra ngoài, quý bạn nên chú ý quan sát xe cộ, tuân thủ luật giao thông. Bên cạnh đó, quý bạn cũng không nên làm việc quá lao lực để rồi đổ bệnh lúc nào không hay. Dù sự nghiệp quan trọng nhưng sức khỏe vẫn cần được ưu tiên đặt lên trên hết. Xem sao hạn của tuổi Ất Mão trong năm 2022. 1. Sao chiếu mạng. Trong năm 2022, sao Mộc Đức sẽ là sao chiếu mạng của nữ tuổi Ất Mão. Đây là một trong những các tinh thuộc cửu diệu của niên hạn, đem đến nhiều may mắn cho bản mệnh. Sự nghiệp của quý bạn sẽ có nhiều bước phát triển, có cơ hội được thăng quan tiến chức, mở rộng các mối quan hệ, kết thêm được nhiều bạn mới. Nếu gặp khó khăn thì nữ mạng cũng sẽ được quý nhân dẫn đường chỉ lối, được bạn bè hỗ trợ giúp mọi việc đều hóa nguy thành an. Sự nghiệp phát đạt mang đến tài lộc dồi dào, nữ mạng có thể thoải mái chăm lo cho cuộc sống của gia đình và tính toán cho tương lai của con cháu. Ngoài ra, việc dựng vợ gả chồng cho con trong năm này sẽ nhận được nhiều các lợi, phước lành. Tuy nhiên, khi gặp Mộc Đức, quý bạn cũng cần đề phòng những bệnh liên quan đến tai mắt và máu huyết. 2. Hạn tuổi, năm nhâm dần 2022, nữ tuổi Ất Mão gặp hạn tam kheo. Người gặp hạn tam kheo nếu không biết kiềm chế cơn nóng giận thì rất dễ bị cuốn vào những cuộc tranh cãi, thị phi.
điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân mà còn có thể gây ra những rắc rối cho những người thân yêu và gia đình của bản mệnh. Bên cạnh đó, quý bạn có thể bị mắc các bệnh về xương khớp và thị lực. Không nên làm việc với máy tính, điện thoại ở cường độ quá cao. Cần phải có sự nghỉ ngơi hợp lý. 3. Tứ trụ, thiên thuận, địa sinh, năm này, quý bạn làm việc gì cũng thuận lợi, gặp khó khăn sẽ có người giúp đỡ vượt qua. Tuy nhiên, phương diện tình cảm có thể xảy ra một số xích mích, mâu thuẫn do bất đồng quan điểm. 4. Vận niên, hổ nhập nội, hổ về đồng bằng. Trong năm 2022, nữ mạng phải trải qua nhiều thử thách nhưng về sau sẽ được hưởng những thành quả xứng đáng với nỗ lực đã bỏ ra. Bên cạnh đó, quý bạn cũng cần biết giữ chữ tín và thường xuyên giúp đỡ mọi người xung quanh mình. 5. Màu hợp tuổi. Nữ tuổi Ất Mão có ngũ hành nạp âm là đại khê thủy nên hợp với các màu bản mệnh hoặc màu thuộc hành kim, tương sinh, như trắng, xám, ghi, đen, xanh nước biển, xanh dương. Ngược lại, quý bạn nên hạn chế dùng các màu tượng trưng cho hành thổ, tương khắc, như màu vàng nâu, nâu. 6. Hướng xuất hành. Nữ mạng sinh năm 1975 có cung mệnh là Cấn, Tây tứ mệnh. Khi xuất hành, quý bạn nên chọn các hướng Tây Nam, sinh khí, Tây Bắc, thiên y, Tây, diên niên, Đông Bắc, phục vị, để mọi chuyện đều được diễn ra như ý. Quý bạn có dự định xuất hành đầu năm mới có thể tra cứu ngày đẹp tại đây. 7. Hóa giải sao hạn. Để hóa giải vận hạn, nữ tuổi Ất Mão có thể tham khảo một số biện pháp dưới đây. Trong năm này, nữ mạng cần chú ý lời ăn tiếng nói, biết kìm cơn nóng giận. Bên cạnh đó, quý bạn cũng không nên vướng vào những chuyện thị phi, tranh cãi không liên quan đến mình để phòng chuyện tai bay và gió. Về phương diện sức khỏe, bản mệnh cần chú ý bảo vệ an toàn cho chính mình bằng cách tuân thủ luật an toàn giao thông. Song song, quý bạn nên bổ sung các vitamin, thực phẩm tốt cho mắt, không làm việc liên tục với màn hình điện tử trong thời gian dài. Với người hoạt động ở môi trường có độ nguy hiểm cao, quý bạn cần có các biện pháp bảo hộ đầy đủ, kỹ càng, để giải tỏa áp lực và đem đến sự bình yên cho tâm hồn. Nữ mạng có thể đi đến đền, chùa để thắp hương, cầu nguyện. Ngoài ra nên làm việc thiện, tu tâm dưỡng tính. Phúc đức tích được sẽ giúp tuổi Ất Mão biến dữ thành lành, hóa nguy thành an. 8. Vật phẩm phong thủy. Vật phẩm phong thủy như lá bùa may mắn, xua đuổi vận hạn trong năm 2022 cho quý bạn. Đặc biệt, tuổi Ất Mão 1975 được Phật Văn Thù Bồ Tát hộ mệnh, mang theo mặt Phật bản mệnh bên mình để cầu bình an cho bản thân và gia đình, giúp cải thiện sinh khí, tăng vận may mắn, gia đình hòa hợp, con cháu thành đạt. Tuổi Ất Mão 1975 mệnh thủy nên chọn mặt Phật làm từ đá núi lửa đen, hành thủy là hợp với bản mệnh nhất. Ngoài ra, có thể chọn mặt Phật đá mã não trắng, hành kim, bởi vì kim sinh thủy cũng rất tốt cho bản mệnh. Diễn biến tử vi nữ mạng Ất Mão 1975 theo tháng trong năm. Tháng 1, tháng này có nhiều thứ phải chi tiêu. Quý bạn nên sống tiết kiệm hơn, tránh tiêu xài hoang phí. Tháng 2, cuộc sống hạnh phúc, đón Tết bình yên bên gia đình. Xuất hành trong tháng này cũng sẽ đem đến nhiều may mắn cho bản mệnh. Tháng 3, sự nghiệp gặp một số trở ngại lớn, cần đến sự giúp đỡ của người thân, bạn bè mới có thể thuận lợi vượt qua. Tháng 4, phương diện sức khỏe không tốt, cần đề phòng các bệnh về chân tay, máu huyết. Tháng 5, gia đạo êm ấm, vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau, con cái hiếu thảo với bố mẹ. Tháng 6, xuất hiện nhiều cơ hội làm ăn lớn, cần biết chủ động nắm bắt và tận dụng thời cơ. Tháng 7, các mối quan hệ xảy ra một số bất đồng, xích mích, quý bạn cần biết nhẫn nhịn, tránh chuyện bé xé ra to. Tháng 8, tháng này tương đối bận rộn, có nhiều công việc phải giải quyết. Tuy nhiên, quý bạn vẫn nên chăm lo cho sức khỏe của mình. Tháng 9, để giải tỏa áp lực công việc, quý bạn có thể dành thời gian để nghỉ ngơi hoặc đi du lịch. Tháng 10, nữ mạng làm việc gì cũng phải thận trọng, không nên thất hứa, tránh phải sai lầm không đáng có. Tháng 11, việc làm ăn phát đạt đem đến nguồn tài lộc dồi dào cho bản mệnh, quý bạn có thể cân nhắc đến việc đầu tư kinh doanh. Tháng 12, tháng này không có thay đổi, biến động nào lớn, tuổi Ất Mão có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống của mình.